xịn. Hình như cá lóc thì nó chào mình lại bắt hay sao á, thấy không? À, tự nghiệp nhỏ không? Chạy hả? Chạy hả? Làm sao thoát khỏi tay ta? Cái nơm đâu không đưa nó vô. Lắc mắt luôn cái cười ngất thấy không? Cá này nó khỏe lắm. Mày á. À? Ê. Cá này kêu là cá trào. Rồi. Hôm nay bảo rồi. Bảo quá. Rồi, hồi nãy trước khi đi nói làm sao? Bắt là tay không mà bắt được con cá lóc là hôm nay bảo tới phải không? Bảo nè. Nè, cá nè. Đó, thấy không? Mua nữa rồi nè trời. Mua từ sáng giờ luôn. Biết phải bảo không ta? Ôi trời, chết mẹ con gì? Cái gì vậy? Ê, trời ơi, cá bự quá, nhờ nhảy qua đây mà thấy cá bự quá đâu rồi. Nè, nhờ nhảy qua đây mà thấy cá bự quá mọi người ơi. Bay đâu rồi? Đó đó. Đừng nói là con kiến nó cắn. Nhờ con kiến nó cắn nhảy qua đây mới có con cá bự. Nó nói để tôi chỉ cho bà bển cá bự bển kia. Đó. Đi có chút xíu mà quá chừng nha. Một con rồi hả? Đi bé. Trời ơi, Lu Phi đi theo đó hả con? Đi theo là lát là có công chuyện tới nữa. Hello mọi người. Chỗ mọi người có mưa không? Ở chỗ mình từ hồi sáng tới giờ luôn. Mở mắt ra là mưa tới giờ. Giờ là gần 1 giờ trưa rồi. Đi theo hết luôn. Không kiếm thấy nó luôn hả? Đụng nó nhưng mà nó chạy tè ở đây nè, bự. Nước nó nổi nước rồi. Không có cái nơm này mình bắt nó rất là khó. Trời ơi. Nó đang đùa. Nó đang đùa với tôi hả? Cá rô. Đi khơi. Ủa tụi nó đâu hết rồi? Kìa, Huy kìa. Ủa con thằng Bư đâu rồi? Bư với Ngọt đâu rồi? Bư ơi, con đâu Bư? Nãy thả, chả xuống nhau, chả sợ rồi. Hụt rồi.
có hả? Kìa. Quá trời đẳng kìa. Cá là cái tập tục nó đi là đi theo bầy đàn. Cá lớn cá nhỏ gì cũng vậy, nó lên là thôi nó lóc như một đàn luôn nè. Thấy không? Kìa kìa quá trời kìa. Mày cứ nói gì dí bắt quá. Dữ ta, thấy tụi bay dữ ta. Kìa kìa. Nhiều lắm. Không lớn thôi chứ còn vong vong ha. Rồi trúng ổ nó rồi đó. Nó mới làm tè tè ra quá trời trốn luôn đó rồi. À, đây thấy giờ lụm lụm hai ba con nè. Nó nổi rồi. Nên đâu? Phi biết bắt cá không con? Bắt đi Phi. Phi cỡ nào cũng chơi hết trơn. Hai con kia nó lười rồi. Thằng bạn gái đâu mà làm biếng lười hả? Nó lẹ ghê hả? Nó lanh ghê hả? Cha lẹ thiệt chứ, thấy đó mà bắt không được nó nha. Chưa đọc nữa. Mình đi bắt cá thì mình phải bắt cua. Nó lập tẹt 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 chạy trơn à. Bắt gì lại nó bắt. Trời ơi, con đây chạy à. Cái này là ở dưới kinh nó lên nè mọi người. Quá trời cái đường nước này nhiều cá lắm. Kia cá quá chừng cá luôn mà nó nước nhiều. Nó chạy rần rần. Rần rần rồi rõ bắt được. Hai con cá nhỏ bắt luôn vì thả ao nè, có con cá bự nè,
rô. Cá rô. Nếu như mà nó lên đây mà ổng không mưa tiếp nữa là nó sẽ chết ở trên ruộng. Mắc cạn nó chết luôn. Nó lóc lóc hả? Năm nay mưa sớm cho nên cá nhiều lắm. Ở đây thế này. Ồ, ở bên đây nghe rọc rẹt ở đây chứ rồi nó mới nhảy rồi. Hay quá ha. Cá mà nó mới lên nó khỏe lắm. Chỉ có ai ở dưới quê mới được đi bắt cá lên nha. Chứ còn ở thành phố thì đâu có trải nghiệm được đi bắt cá lên là như thế nào đâu, đâu có biết như thế nào nữa. Ui, đây. Ui, chung xuống hả? Ta thấy mình đây cái nó chung xuống cái lỗ nè. Chung xuống này móc cũng móc lên nè. Đó, thấy không? Còn bé bé rồi. Cái đám ruộng này nhiều dữ lắm. Thả nó chưa có nước dữ nè. Đây nó nè. Nó lên cái nó hay chung xuống cái lỗ chân mình á, nó núp nè. Cái rô nó đâm đau cho nên nó không dám bấu mạnh vô nữa. Cưng nó như trứng. Quá giờ ổng. Ổng thổi cái nghe mát mát tới nữa. Đây đây đây. Lỗ chân. Phải có lỗ chân rồi có nó. Mình cứ đi vòng vòng ở đây đi, cá nào hà đây luôn á. Nó lên cái đám này nè. Cái này là ở dưới kinh nè, mưa cái nó lóc lên nhiều lắm. Này nữa nè, nó chờ luôn nhiều lắm, cái ruộng này nó lên nhiều, dưới kinh nó lên mà. Đã lên chả nằm im re luôn không, chờ đợi mình tới. Có duyên, có duyên. Đây nè, con cá cụ nè. Con cá cụ đi. Cá rô bự nha mọi người. Ôi, đã thiệt. Rô nè. Không có dám bóc mạnh vô, bóc mạnh vô sợ nó đâm đau lắm. Mình giờ chỉ còn đi bắt cá lên được 1-2 cây mưa nữa thôi. Tổng mưa nước nhiều rồi nè. Coi như là đất hôm nay nó khô á, mưa cái thấm đủ đủ chân đất rồi, giờ là mưa nước ngập luôn. Mày hả rô, kho làm biến đó, cá nhỏ quá dở lên cái giả nhảy cứng lên. Mừng thoát nạn. Hình như là không lẽ cái này nó bị lộn sao lộn, vậy là con này con khác hả? Nó lỏng không? Đừng đừng nói sách nữa. Trước nó rớt sao đi. Trời mưa tới rồi quý vị ơi. Đây nè. Cái chỗ nào có nước đục đục là có nó nè. Nó nằm bằng chân nha.
Tôi đang nghi ngờ một cái chuyện gì không hay xảy ra. Bắt hoài sẽ nóng đầy hả? Ừ. Coi lại coi. Quá à. Lát về lấy đầu cho Phi ăn. Cho hai con kia nhịn đói. Thôi chị đói đi. Chị không có hợp tác gì hết trơn á. Cưng không? Đi tìm nguồn sống mới. Nó sẽ đón mày về cho xuống ao. Trời ơi, xuống ao tôi sướng lắm, ngày nào tôi cũng cho ăn hết chứ bộ à. Ở đựng ký chưa? Về mọi người ơi, quê quá, mưa đầu mùa mình cũng không tham dầm mưa đi nữa. Đầu mưa thì thường hay kèm theo sấm chớp. Ông chụp hình lấy liền chứ chết. Thôi về nè, thấy không, nãy giờ đi cái chút xíu vậy thôi đó mà lụm nè, cũng nhiều lắm chứ bọn ạ. Thôi đi về, chiều rồi mình ra mình bắt tiếp. Đây, tính về mà về không được nữa, thấy không, đâu mà cứ thiêu ngươi tôi hoài à. Giờ mình đi về, có thể là tối nay mình đi bắt nữa, nếu như thuận lợi thì mình sẽ quay lên cho mọi người cùng xem. Rồi giờ thì mình xin tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở tối nay. Tối nay không có nữa thì coi như là hứa lèo. Dừng lại thì mình sẽ quay luôn, nếu như mưa thì chắc không có quay được. Đi về Phi ơi.